Rồi giao lưu với anh em hai cây mai lùm dao rin. Hai cây này giống bông đẹp nha anh em. Cây già. Rồi cây số 1 trong video nha. Cây này mình đứng từ xa mình lá hết phong đồng thơ của nó là nó có chiều cao là 1m3 nha anh em. Đẹp dâm đẹp tàn. Cây gốc đớ này nè. Cái này giao lưu cho anh em là giá là 800 nghìn nha anh em. Đỡ đẹp. Rồi, cây số 2. Cái này anh em kéo tàng là đẹp nha anh em. Mình để tăng ô anh em. Để tăng ô. Kéo tàng thế này là nó kín coi nha anh em. Cái này giao lưu cho anh em giá 1 triệu nha. Đỡ gốc đẹp. Anh em xem này. Cây rin thuần chậu giao lưu giá rẻ cho anh em nha anh em, đó rõ đẹp hơn, trải đều tứ diện hết luôn, 1 triệu nha anh em, báo giá tại vườn không bao xiết nha anh em, mua hai cây mình giá mỗi cây 50 nghìn, còn 1,7 triệu là giá combo nha anh em, hai cây mai già này mình tưới nước phèn tưới nước phèn cho nên cái lá nó dần dần nha anh em, chứ không sao đâu. Để cây đồ đấy già nó không sao. Anh em mua và nuôi nha, mình chia lại giá rẻ cho anh em mua và nuôi chơi. Gốc đớ anh em xem nào không? Giá có 1 triệu bạc, giá bán lẻ, đỡ bệnh đẹp.